lóc sóc đây mấy chị. Mình tranh thủ mình lên sớm đây, chứ lên không lại với người ta đầm bàn quá duyên 70.000. Gắn cục wifi vô chưa mà đợi. Không, Nguyễn Thu Huyền còn một đầm nha chị. Nguyễn Thu Huyền đầm xanh, review mới Nguyễn Thu Huyền nè. Đầm bàn của Ái Duyên, đầm xanh. Tôi tức nghe sao vậy, ai chết sao? Không thấy comment. Ái Duyên trước nè. Kéo lên, kéo lên. Mũ vàng cho tôi nha rồi. Lấy mũ vàng của Ái Duyên đưa cho mấy thị. Xin lỗi và Ái Duyên nha. Xin lỗi Ái Duyên. Tôi chốt đầm ngủ bà không đọc, không thấy. Nguyễn Thu Huyền cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. 70.000. Em có một cái quần rin dài. Quần này 200, size 34, dưới 77kg. Quần này 200, size 34, dưới 77kg. Quần này nè mấy chị. Quần này không ráp, quần này rách cao. Quần này size dưới 77kg. Quần này là 200.000, em xe cho mấy chị còn 150 bán luôn. Bây giờ đồ lúc chút trong nhà là em moi hết em bán. Con tải hàng bơm về nữa nè mấy chị. Rồi chốt giùm em quần riêng dưới 77kg. 150.000. Bỏ đây lại thôi. 150.000. À, dạ khách cũ đã chọn móng tay rồi. Mình cho em 3 số gọi đuôi. Rồi đây. Có ai vậy ta? Có ai tôi gửi lên nha. Dung la hàng bơm. Có lùn dung la này đủ má thì cái mặt là mấy mốt nó rủ còn hơn cái mặt đường. Bị mẹ ai mượn vô đặt hàng vậy? Xử lý chụp qua cho nó chứ vậy. Chưa vậy chưa chị. Ngày nào em cũng rứa nó chị. Ngày nay nguyên bao tải hàng bơm về. Chưa em đổi luôn chị. Nhưng mà giờ đánh rút để đem tiền về nha mấy chị. Đánh rút để đem tiền về nè. Rồi em có một cái đầm body. Em có một cái đầm body mấy chị ơi. Đầm này là đầm giống như form dáng thể thao á. Quần trên này đẹp lắm chị đâu rồi. Quên làm đầm quần 150 nè. Dạ quên làm chốt rồi chứ ơi. Đầm body này dưới 72-73kg nè chị Hai. Đầm này dưới 72-73kg. Một là mặc thêm phân tu, hai là mặc thêm phân rộng và dưới đây cái sĩ tà. Đầm này là 200.000. Xem cho mấy chị đầm body này cho mấy chị. Đầm body này em còn được 5-7 cái nha. Xem đầm này cho mấy chị 130.000. Chốt giùm em đầm body 130.000, 200.000. Xem còn 130.000. Thấy chị comment lên đi chị. Để em mở tiếp một máy nha. Để em mở tiếp một máy nha. Để em đọc comment mấy chị không. Có cái mấy chị chửi cho em, mắng mẹ em nữa. 10 lượt chia sẻ, tí xíu em sẽ có một cái bao đồ em tặng nha mấy chị. Đầm 130.000. Mấy chị comment giùm em đầm 130.000 kèm số ký lên giùm em nha. Có 8 cái lúc like không mà nãy giờ sáng giờ không tới đâu. Đưa cái bao hàng cho sĩ hấp môn nè. Lên lấy đầm body chỗ này xuống rồi. Rồi đầm body chốt cho ai trước? Trúc Mai Đào. Trúc Mai Đào đưa ba review mới đây. Trúc Mai Đào 130.000. Đầm body có size tới 100kg nha. Nguyễn Tuấn này nhiêu ký? Trâm Anh Nguyễn. Trâm Anh Nguyễn size L nè. Nè Trâm Anh Nguyễn 130.000. Mà Nguyễn Tuấn chưa biết số ký em không chốt được nha. Nguyễn Tu không biết số ký em không chốt được. Mấy chị chốt đi, tại vì đây là một cái đầm cô tông rất là mềm giá. Chứ là em sale cái giá này là chị sale giá dọc mình rồi. 130.000, 200.000 sale còn 130.000 đồng body. Chị nào chốt đồng body chốt lên thì em một đồng body 130.000. Cho nó xuống vàng luôn. Một riêng cách lấy rồi chị Hai Mỹ Nguyễn. Một riêng cách lấy rồi. Đây mấy chị em còn một cái quần baggy nè. 170 xe cho mấy chị còn 130.000. Quần này size chị nào mà còn có dưới 87kg không? À, Nguyễn Thu 130.000 dưới 80kg. Nguyễn Thu cho em lên địa chỉ kèm số điện thoại tôi ơi. Nguyễn Thu 130.000. Lấy em đi Trâm Anh Nguyễn, lấy em ít lời. 130.000 của Trâm Anh Nguyễn. 130.000 của Trâm Anh Nguyễn. Quần này dưới 88kg vừa nè mấy chị, quần 3kg. Quần này là 170 xe cho mấy chị còn 130. Chị nào chốt 3 ghi 130 chốt giùm em, còn có một cái thôi. Em còn một cái 130 thôi. Chị nào chốt cái này 130 chốt lên giùm em. Ha. Đủ chưa?
30 ngàn không phải yêu gia đình này. Cha xin đề nghị số khỏi phải yêu gia đình ơi. Cầm body nha mấy chị ơi, coi nè. Một là mặc theo phân xuông, hai là mặc theo phân body, cái nào cũng được hết trơn ha. Đầm này em có size tới 100 kg. Đầm này em có size cho 100 kg. Xe cho mấy chị đầm này 200 kg, 130. Vậy nên chốt đầm này 130, chốt cho em. Còn không qua mẫu rồi mấy chị ơi. Qua mẫu nha. Cho lên địa chỉ kèm số điện thoại vô một dòng của em. Mấy chị đừng có cho lắc nhắc, có nghĩa là ở trên cho số điện thoại dưới cho địa chỉ lắc nhắc lắm ha. À. Nó làm hoài à Tuyền ơi. Nói chung là mệt tụi nó lắm. Nó muốn làm gì nó làm. Nó muốn cải trang cà mẹ cà mù nó muốn làm gì nó làm á chị. Giờ em mệt với tụi nó. Còn mang đi cách lấy là lên trần thôi. Em đổi chị một cái đầm xanh nè chị ơi. Em đổi chị một cái đầm xanh. Chứ bây giờ em không có cái đầm mà Trịnh Tư. Trịnh Tư nhà ghi cái đồng này là chịu đổi cho Trịnh Tư ấy. Em một bộ giống chị đang mặc hồi nãy chị Nguyễn Thu nhiêu 80 kg hả? Phải ơi, lấy chị bộ sọc trước kính sấy trên lờ này. Cái bộ này mặc lên dễ thương lắm chứ. Cái bộ này em đang mặc này, mặc lên dễ thương lắm. Chưa có Duyên ơi. Đồng bó đầy 100 kg của chị Thanh Thảo Nguyễn nè. Thanh Thảo Nguyễn 130 ngàn. Bấm nút chia sẻ cho mấy chị biết, xíu em sẽ tặng bộ đồ cho mấy chị. Em tặng đồ bộ cho mấy chị nha. Em có cái 100 kg nè. Hai quần này tặng cho chị Thanh Thảo Nguyễn nè. Và cái quần này cho chị Thanh Thảo Nguyễn nè. Bán cái áo hôn cúc cho mấy chị 50 ngàn. 50 ngàn áo hôn cúc chị là 75 kg chốt. Áo hôn cúc bán mấy chị 50 ngàn. Tại vì bị mất cái quần đó mấy chị. Bởi XL của Nguyễn Thu nè. 240 XL của Nguyễn Thu. 240 XL của Nguyễn Thu. Chị ơi, chị đâu chốt chốt lên em nha. Hôm nay em chơi cho bông bung nóng luôn. Cái gì mà trên ghế đồ mà lúc mà chút, mà lúc mà chút. Thấy mất sợ luôn. 50 ngàn của Hương Nguyễn buồn nhất nè. Trời ơi, chị Dung lâu nay chị Dung đi đâu mà Dung. Đồ đang bằng 80 kg, có vô có xa chị Cường Thịnh. Lấy bộ này xa XL 80 kg của Cường Thịnh. Không có bắt lấy rồi. Bấm nút chia sẻ đi mấy chị. Kêu cái dâm mày lên được không? Kêu cái hỏi cho kêu không kêu không tới. 50 ngàn khách lấy rồi. Bộ này là cái gì? Cái gì? Cái gì mà tự nhiên Nguyễn Trang Trang vậy con? Bộ đồ của gì ở đâu ra Nguyễn Trang Trang Cường Thịnh? Cường Thịnh một bộ. Nguyễn Trang Trang lấy size 80 kg nha. Hải ơi, lấy bộ này size XL cho chị Nguyễn Trang Trang rồi nhé. Cái bộ này nó may cái áo cũng đẹp. Là cái quần nó may rủ đẹp lắm mấy chị. 240. Rồi đây chị Nguyễn Trang Trang là giống 240 rồi. Đây là một cái áo khoác chống nắng, áo khoác nha. Từ đây xuống tới chân nha mấy chị nha. Cái này là 260, 280. Em xe cho mấy chị còn 150 ngàn. Em xe cho mấy chị còn 150 ngàn. Size này là từ 80 đến 100 kg. Đây là đồng mà, đây là váy chống nắng đó mấy chị. Cái này người ta gọi là váy chống nắng. Rồi chị đâu chốt váy chống nắng thì chốt giùm em váy chống nắng nha. Váy chống nắng này 80 tới 100 kg. 80 tới 100 kg. Váy này là từ đây kéo tới gót luôn mấy chị. Kéo tới ống quyển trên. Trên gót một tí xíu vậy nè. Em xem cho mấy chị là còn 150 ngàn. 280 xem còn 150. Chị đặt chốt đầm chống nắng, váy chống nắng thì chốt lên giùm em. Có nón nè. Tay dài, phông dài nè. Rồi 150 ngàn. Con chị con thành con. Rồi chị đang chốt cái gì chốt lên giùm em nha. Đầm này treo lên luôn nè. Trong một thanh thanh gót chống nắng 150 ngàn. Em có một cái áo sơ mi trắng cục tà nè mấy chị. Cái này là size nhiêu? Bây giờ sale luôn. Cái này là size dưới 72-73 kg. Ở trong nó có kìm áo dây nha. Rồi 250 sale luôn cho mấy chị. Còn 170 hút luôn dưới 72 kg. Dưới 72 kg sơ mi cục tà. Sơ mi ở trên cũng có nút nha. Ở dưới là cục tà. Có kìm áo dây đen ở trong. Rồi sale 170 áo trắng sơ mi. Cái này 250 nè. Sale 170. Bỏ bình đây con ơi. 170 ngàn sale. Chị nào chốt hàng sale chốt cơ cho em 170 ngàn hàng sale. Đây là một cái bộ beo mấy chị hả? Bộ này bộ beo sơ mi trắng của con Nguyễn Thành Phố. Sơ mi trắng của con Nguyễn Thành Phố. Con Nguyễn Thành. Em còn sơ mi mà đã từ từ em kiếm áo dây hả mấy chị? Để em coi thử nó nằm ở đâu em kiếm áo dây hả mấy chị? Chờ chút. Chút có em sẽ để cho chị nha. Mấy bộ đang mặc có rồi chị ơi. Có rồi.
em về mấy bộ đẹp lắm, chị còn tặng toàn chân cho mình. Đây là bộ yếm với chị yêu anh. Đây là bộ yếm. Đây là bộ yếm. À, cái bộ này em hay mặc vào live stream nè, chống nắng của chị An Bình. Thấy em bộ đang mặc 75kg của chị Mỹ Dung. Rồi mấy lần chạy lên lấy cái chống nắng màu xám. Chạy nào lấy cái chống nắng màu xám. Thả vô trong lấy cái bộ giống như chị đang mặc 75kg. Mỹ Dung này là Mỹ Dung mới nè. Mỹ Dung lên để chỉ số điện thoại XL. XL. Sao mấy khách lấy rồi Dung Trần ơi. Em còn một nhớ còn cái chị xong anh chờ em chút. Cái bộ này kia mua dài nè. Bộ béo kia mua dài. Bộ này dưới 70kg. Chị đang chốt bộ này em xem cho mấy chị. 250 sale luôn còn 170 ngàn. Chốt giùm em bộ beo dài. Bộ beo quần dài. Chốt giùm em. Ồ đúng rồi. Trong nắng của An Bình. An Bình cho lên thì chỉ số điện thoại nè. Mỹ Dung. Đưa anh thuốc đi Mỹ Dung ơi. Mỹ Dung ơi. 150. Xin thì chỉ số điện thoại luôn. Bộ beo dưới 70-72kg. 250 sale cho mấy chị còn 170 ngàn bộ beo. Chị đang chốt bộ beo. Chốt lên giùm em bộ beo. 250 sale còn 170 bộ beo. Chị đang chốt beo thì cứ chốt lên. Cái bộ này là 240-220 là được rồi. Chị đang chưa chốt bộ này cho con. Mấy chị đi chốt cái em xem cho mấy chị 80 ngàn. Mấy chị qua hỏi nè. Hỏi của thằng Quảng Châu nó để. Rồi con chị nào cũng ở dưới 55kg chốt cái quần này. Chốt giùm em quần 80 ngàn cho con gái nha. Dạ không, còn màu xám với lại caro. Caro đỏ. Sao mà anh lấy cái caro đỏ sau lưng con đem xuống cho cô Yên ơi. Cái này của chị Hoa Sơn Rồng là 190 ngàn của Hoa Sơn Rồng. Không, cái màu khác. Cái màu khác này. À không phải này. Cái này chút nhỏ chưa lên. Không phải này. Cái bộ này 150 ngàn này mấy chị. Bộ này em qua em bán này. Bộ này qua em bán nè mấy chị. Bộ này 150 ngàn, 70-90kg. Chị đang chốt bộ dây mặt nhà 150 ngàn chốt giùm em. Bộ dây, bộ đây là. Bộ đây là bộ yếm đó mấy chị. Đúng rồi nè. Bộ đây là bộ yếm nè mấy chị. Bộ yếm này 70-90kg. Chị đang chốt bộ yếm này chốt giùm em 150 ngàn nha. 150 ngàn bộ yếm. 80 ngàn của Trà Chanh. 80 ngàn cái quần này của Trà Chanh nè. Ủa có rồi, vậy tôi đưa cho em. Mỹ Dung Đồng Nai. Đúng rồi. Nè áo khoác em còn một cái form này nữa nè. Caro đỏ. Ha. Chị đang chốt caro đỏ thì chốt cho mẹ. Điều này là của Minh Hòa Buôn là xã bán luôn. Trời ơi áo dúng gì mà tối qua giờ tôi không có đồ tôi bán rồi chị. Áo dúng hai cái nè. Rồi áo dúng chống tụt size 38. Chị nào hôm qua chưa có dúng chống tụt size 38. Chốt cho em 38. Lý Hằng là bộ yếm đen này hả Lý Hằng? Lý Hằng bộ yếm đen này 150 nè. Em còn hai cái dúng size 38 mấy chị ơi. Em còn hai cái dúng size 38 200 ngàn nhưng mà giờ em bán cho mấy chị 170 nè. Bán cho đỡ mắt phong long. Hai cái dúng 38, một cái màu tím, một cái màu đen. Chị nào chốt dúng thì chốt cho em bán cho đỡ mắt phong long mấy chị. Đủ mẹ bán mắt phong long quá, mắt phong long rồi. Rồi em còn một cái áo 180 xem còn 140. 170kg đến 100kg. Chị nào chốt áo này chốt giùm em. Ok Kenny anh. Anh ơi là lấy một cái áo khoác xám rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Vino. Chị Nguyễn Vino mua em lâu rồi đó. Lấy hai cái áo khoác xám xuống. Một cái của Kenny anh với một cái của Trần Xe. Chú của Hương Nguyễn chốt hai cái đi chị. Hương Nguyễn quận nhất hai cái 340. Thấy rồi chị bé An chờ chút em đổi nha. Biết sao cái tin nhắn chị trả lời không có được. Cái nó bị cái gì á em trả lời không có được. Hai cái 270. Hương Nguyễn quận nhất nè. Khách lấy rồi. Khách lấy hai cái vũ rồi mấy chị. Khách lấy hai cái vũ rồi nha. Khách đã lấy hai cái vũ. Áo này 180 đeo 140. Rồi xem của ai. Em đi ăn một cái 150 nè. Trần Xe là cái này nè. Rồi em đi ăn với Trần Xe cho em địa chỉ số điện thoại nha. Ủa để con bỏ mấy cái vô vậy chị. Hai cái hả? Ờ kiểm tra lại đi. Nè còn cái chốt cho Ngọc Nguyên mình thôi. Ủa cái này 40 rồi mấy chị ơi. Cái này size 40 rồi.
đồ nhiều ghé được, chứ bạn hết đồ ghé làm chi? Đúng rồi, đúng rồi anh. Anh Phước nói bữa đồ nhiều ghé được, còn bữa nay hết đồ ghé làm chi? Anh Phước nói vậy á. Quán cầu rút giá. Giờ là quán cầu rút giá. Ủa em bán cái gì 140 vậy? Họ Hoàng Thị Thanh Tuyền áo 140. Áo này vải đẹp lắm chị Tuyền ơi. Áo này em coi một cái cần phải sửa rồi, chị Tuyền không muốn coi không? Rồi bây giờ em sẽ bán theo lô lô quần này nè. Lô quần này là 160, 170 gì em quên mất mẹ. Bây giờ em sẽ bán cho mấy chị 90 ha. Bữa nay em sẽ bút tay ngoài trong 90 ngàn. Nhưng mà mấy chị ơi, size này dưới 67, 68 cái thôi nha. Rồi 90 ngàn màu rêu. Hàng này 160, 170. Dạ hết, dạ chị Hương Dường. 75 kg em lấy chị size nhỏ nhất á. Em lấy chị size nhỏ nhất. Chị Hương Nguyễn chốt mấy cái quần nè. Mới kêu nhiêu qua rồi? 70. Không phải sale á. 80 hay 90 qua nè. Anh đọc rõ rõ cái anh. Rồi. Không có chú của gì. Chú của gì mặc sổ đồ mà quên. Em còn hai cái rêu dưới 67 cái chị Hương Nguyễn chốt nè. Bán xe cho mấy chị 80 ngàn. Em còn một cái màu bò. Và em còn một cái màu nâu. À, rồi em còn 4 cái quần này mấy chị Trắng Tụ chốt đây nè. 160, 170. Dưới 67 kg bây giờ chỉ còn 4 cái. 160, 170 nha. Dưới 67 kg chốt cho em. Dưới 67 kg chốt cho em ha. Em còn cái áo này bán cho mấy chị 70 ngàn. Và đồng mẹ bán hết mấy cái quần. Chị nào 90 kg lấy cái áo này nè. Dễ thương, áo này mấy cái xếp nè. Mới qua em đang bán. Và bán cái áo này 80 ngàn nha mấy chị. Chốt giùm cái áo. Em cái áo ô lộn áo 70 ngàn. Quần bò và nâu của Yến Phương. Yến Phương 160 nè. Rồi Yến Phương cho lên địa chỉ nghiệm xuống rồi. Hai cái 160 ngàn của Yến Phương. Hai cái 160 ngàn cho chút chị biết. Chị bé em lên đuổi này thì chị nè. Hai ơi trong cái đống không bút này nè. Mình không có xếp bộ không bút phía trong. Năm cái xếp bộ xanh lấy size 2X đây. Áo 70 ngàn của Hành Mỹ nè. Nè, Lý Nguyễn Quán Trang một rêu 70 ngàn nè. 80 ngàn luôn. Rồi còn một cái rêu của Long Kim 80 ngàn, em không biết Long Kim nào á. Anh coi Long Kim nào chốt đây. Em còn một cái bộ quần dài mà áo beo, nhưng mà áo beo thay me theo may 7 yếm nha. Rồi bộ này xem cho mấy chị 250, xem cho mấy chị còn 170 ngàn bộ yếm này. Là bộ yếm này mặc dễ thương lắm. Bộ yếm này mặc rất là dễ thương nha. Rồi chốt giùm cho em ở yếm beo dưới 70, 72 kg siêu cho mấy chị còn 170 ngàn. Quần nâu rêu bắt lấy rồi chị ơi. Nâu rêu bắt gì? 2X màu xanh á. Bộ màu xanh. Áo 70 ngàn. Lấy đi. Rồi bộ này mấy chị, bộ này size 90 kg nè. Bộ này size 90 kg. Bộ này size 90 kg. Coi giùm em cái bộ set này dễ thương lắm nha mấy chị. Cái set này rất là dễ thương ha. Set này 250 nè. Set này ở dưới là quần váy. Ở dưới là quần váy nha. Mấy chị thấy chưa, váy nhưng mà ở trong nó có quần. Rồi bây giờ hôm nay em sẽ sale set này 250. Muốn sale là phải sale lỗ. Bán mấy chị 150 ngàn. Set này chơi hết luôn. À, quần bò hết rồi, biết Nguyễn còn rêu rồi. Set này em có rất là nhiều size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 kg. Mà set này vải đẹp lắm. Xe cho mấy chị set này 150 ngàn. Set này em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, nhưng mà set này cưng lắm. Set này thì mấy chị mặc lên rất là cưng. À, còn một cái áo đá chị neo trên lầu để chiều lên ta. Để tao để cho bạn cái. Rồi chốt giùm em cái set tay dài nè. 250 xe 150 cho đây đổi chị. Chốt cho chị Hoa Nguyễn, Hoa Nguyễn đổi. Chị đổi gì anh? Rồi là em cái cầu thang lấy cái set L lùng không? Cái cầu thang lấy cái set L. Mấy chị chốt set kèm số ký đó, set đen. Bước đầu tiên là luôn cái tay phải. Rồi lấy một set L, một set này. Quá quá lệ lắm. Không làm bao nhiêu được, không cần giùm em một cái. Cái này 60 kg hơi rộng, lấy từ 62 kg cho Hồng Ngọc 150 ngàn nè. Hồng Ngọc 150 ngàn. Rồi một set tay hình kia luôn ơi. Một set tay hình. Một set
em chịu cao con nè nghe chị tôi lên mấy chị là khách mới mà mấy chị chốt gì là không có sò hàng được đâu ha. Mấy chị không thể nào sò hàng được cho mấy chị. Lấy một xếp ba ít nè của Hoàng Mỹ, kiểm tra kỹ lại đi. Lấy một xếp ba ít của Hoàng Mỹ. Chốt lẹ đi mấy chị. Vải vải mịn lắm chị ta. Vải rất là mịn và có dạng rất là mềm chị. Chị Hồ Cẩm Thế chốt một xếp này đi. Comment xếp 150 kèm số kỳ. Rồi anh Mỹ. Anh Mỹ một xếp 150 nha. Rồi chị nào chốt xếp này nữa thì chốt lên giùm em nha. Chị này chốt xếp này thì chốt lên giùm em. Xếp đôi quần váy tay dài. Rồi một xếp 150 90kg của Xuân Trang Tô nè. Xuân Trang Tô 150 nha. Rồi chị nào chốt nữa nè mấy chị ơi. Lẹ lên để em lên tiếp hàng xe cho mấy chị chậm là. Em lên hàng xe với hàng bơm không ok nha. Chốt lên giùm em xếp 150 xeo. Chị nào xeo xếp cho chốt xếp xeo này chốt lên giùm em 60kg size L của Xanh Dương. Xếp ra quần váy tay dài. Hồ Cẩm Thế size 85kg mong một cái này của Hồ Cẩm Thế. Rồi cái này của Xanh Dương cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại nha. Quang lên cho chị một xếp ra size L này. Cái này của Hồ Cẩm Thế nè. Hồ Cẩm Thế 150. Cái xếp này em phải đặt cho bên tối qua. Chị Xuân Hoàng vô trong bài viết em coi đi. À. Kéo nó nữa. Rồi có rồi chị. Cái xếp này cưng lắm mấy chị ơi. Cái xếp này rất là cưng nha. Cái xếp này cưng thôi là cưng mà phải co giãn mềm mịn lắm. Ở dưới là chân váy quần xếp ly. Ở ngoài là mấy chị thấy xếp ly đúng không? Nhưng mà ở trong nó có quần. Rồi, chốt cái này cho em 250 xe vòng trong rồi. Ghi đâu mấy đồng hành Mỹ á. Có kêu hành Mỹ mới thì có ba đứa cho con ghi đàng hoàng, hành Mỹ đàng hoàng. Không có ghi hành Mỹ đâu. Ở bên này nó có chiếu hông nè.
Tây Cánh Tiên là bộ này em còn một bộ hàng bom về ha, 240 em lấy 110 rồi. Bộ này ở trước là quần váy nè, bộ này dưới 82 kg, 240 em sẽ sale bộ này cho mấy chị. Bộ này dưới 82-83 kg nè, em sẽ sale cho mấy chị 240, em sale cho mấy chị 190 bộ hàng bom này. Bộ này mấy chị trúng mánh á, mấy chị lời với 50-60 ngàn một bộ. Rồi chốt cho em bộ hôm cũng có một bộ nha, cúc dưới 82 kg, cúc dưới 82 kg. Chị nào muốn cúc dưới 82 kg chốt lên giùm em cúc dưới 82 kg, cúc của gấu bông nè, cúc của gấu bông. Mới 90 kg nè. Minh Thanh đây nè. Đây đâu phải Minh Thanh.
lại hết 200 cân. Giá cũng 200 xin được chế xong gọi chị ơi. Giá cũng tăng cũng đen gì cũng 240 hết đó chị. Chỉ có bông vàng thọ là rẻ rẻ 10.000 bó thôi. Cái này của chị Thanh Thảo Nguyễn nè. Rồi em còn một cái quần lính chín tóc. Quần này nè, quần này 180 xin cho mấy chị còn 130. Quần này chị nào mà từ 70 tới 85 ký ok. Chốt giùm em quần lính chín tóc phải coi vậy. Mấy chị thấy gọi đẻ không? Đúng rồi, 130.000. Có xin Dương ngồi chào với em chút ơi. Chuẩn bị em xem cho mấy chị bao đồ xin Dương. À, chị Long Kim nhắn tin cho Vinh Mai gì đừng dặn đây em. Dặn đây tay trái lột với tay phải theo trai hết là chị ha. Rồi nhắn chú Chi giùm cho em đi. Nhắn nó giùm Vinh Mai giùm em nha chá ơi. Mới thấy nghi dục nè. Có phải nơi đang đem cái này bỏ cầu thang cho cô Yên nè. Bây giờ em xem cái mẹ này nè. Thế nào mấy chị cũng mừng. Mấy chị cũng thích. Đem cái bộ này lên bỏ trong cầu thang nè. Ủa không, cái đàn mình đã sửa chi giùm em lên, xin lỗi con. Con đi vô. Em còn một cái đen tay 42 ngực. À, vú này là vú chống thuộc. Có nghĩa là khi mấy chị mặc áo không dây thì mấy chị mặc áo dây này. Cái này 200 nhưng mà còn một cái trong hàng bơm em sale cho mấy chị 170. 170 ngàn size 42 nha. 130 ngàn của ai? 130 của Minh Thanh không vừa đâu nha. 130 ngàn của chị Hami Nguyễn nè. 130 ngàn của Hami Nguyễn. Hami Nguyễn. Chị Hiền Quy bên em á, khi mà chị chốt là chị còn. Chị ghi là quần lính thôi, từ từ cho điều chỉnh xong rồi sau. Ha. Đấy, chú cũng 170 của Bích Thủy nè. 170 của Bích Thủy nè. Và đầu xe cái bộ này nè mấy chị, cái bộ này nó bị tưởng cái chị chỗ này nè, tưởng nhẹ thôi nhưng mà cái bộ này đẹp lắm mấy chị. Em nói thiệt với mấy chị nha, cái bộ này là bao xuất sắc cho mấy chị ha. Từ 72 bộ này là dưới 72 ký, nói chung là bộ này dưới 72 ký, 70 ký đi mấy chị. Có cái quần bộ này nè đẹp không, quần ống rộng. Rồi chốt giùm cho em bộ này sale cho mấy chị, tại vì nó khách tưởng đồng chị. Em sale cho mấy chị 150 nha, màu đồng. Chị nào chốt bộ màu đồng dưới 70kg chốt giùm em. Rồi chốt giùm em bộ này dưới 70kg, bộ màu bò 150 nha, bộ bò. Em mới nói cái tình trạng nó đang bị tưởng một cái đồng chị nhỏ nha. Nói tình trạng rồi nha. Đợi tới khi giao hàng xuống mà nhảy cổng, nhảy cổng lên. Ỏi là tôi muốn chiếc trái rụng luôn á. Bộ 150 của Phương Linh. Phương Linh cho địa chỉ số điện thoại Phương Linh. Phương Linh 150 ngàn cho địa chỉ số điện thoại. Dạ, em thấy chị Giang Võ comment. Em có một cái quần này nè, hồi bữa ai dẫn cái quần này. Em còn một cái quần chín tấc nè. Quần chín tấc ống rộng cung la dông. À, rồi quần này dưới 85kg. Chị đang lấy quần này em sale cho mấy chị 120. Chốt giùm em quần 120 dưới 85-88kg nha. Phương Linh đến tháng á. Có giữ hết hát chưa? Còn mấy chị kia thì chị ra đầy đủ chưa? Ờ, để chiều qua lấy đi gái. Chiều qua lấy ra. Bây giờ em sẽ lên hai bộ le dông cho mấy chị. Bạn nào đem cái này lên phòng của Yên mở nè. Bộ đồng khách lấy rồi. Bò 150 khách lấy rồi. Quần 120 của em Minh Nguyễn nè. Bây giờ em có hai bộ xanh lay dông. Bây giờ em bị bụng bánh nhơn lắm. Một bộ đây mà em mặc, em lấy tới hai bộ. Một mẫu mà em lấy tới hai bộ mấy chị. Bộ này size 90kg nè. Bộ bông lay dông hay. Nhưng mà trời ơi đẹp lắm mấy chị. Cái bộ này đẹp bán cháy một chiếc chó luôn mấy chị ơi. Cái bộ này nè. Size 90kg bộ này 250 xe cho mấy chị còn 170. Bông lay dông xanh 270 ngàn. Chị đặt chốt bộ này 270 chốt lên em 270 nha. 270 ngàn mấy chị ơi. Tép cái tiếng luôn. Nó đi một chân à. Đây. Thấy rồi. Rồi lên tiếp nè. Cái này của chị Song Anh nè. 170 ngàn của chị Song Anh. 170 ngàn áo trắng của chị Song Anh. Lai dông nha. Chốt lai dông cho em. Lai dông của Hành Mỹ một bộ nè. Hành Mỹ 170 ngàn của Hành Mỹ. Rồi một bộ của chị Thúy Phan, Diễm Phan. Những cái bill của chị Hành Mỹ Thúy Phan rồi đợi thứ hai đi hết luôn nha. Chỉ có những bill mới là ngày mai đi ráng ráng, còn không là khách cũ là chị đang thường mua là để thứ hai đi hết luôn.
tiếp tục em có một cái đùi. Mấy chị biết quần bên em rồi không? Quần châu nè. Rồi dưới 80 ký, quần dưới 75 ký cho nó đẹp. Quần này dưới 75 ký. Em sẽ bán quần này sale cho mấy chị còn 100 ngàn quần đùi. Quần đùi này quần châu sale 100 ngàn. Thành mỹ chưa? Quần đó nó bê đê. Quần kia quần hải để thêm một đứa nó không bao giờ nó chịu tin. Té đó con, đi không thắng té. Quần mang 2 chiếc cho cô Yên đi luôn. Cho cô Yên coi. Tí lôi bản hộ mày luôn được. Đây mấy chị coi nè. Coi Mỹ bên mình bê đê đó. Thấy không? Thấy mấy ngày cao bút chưa? Thấy chào mấy cô đi. Đó, thấy đó, thấy đi chưa? Thấy chưa? Trời đất quỷ tăng thêm mẹ ơi. Đấy thì tao nói mạnh nó bê đê để thêm nước mà hãy không chịu. Quần đùi đen của thằng đùi. Quần đùi ai đọc bậy nữa con? Bậy nữa. Quần đùi của ai? Nguyễn Thiên Trang đùi. Em đục anh cái lũng mỏ bây giờ á. Anh giỡn mặt nó sao vậy bậy? Rồi nói vậy rồi chị em mới chỉ dặn bây giờ á. 100 ngàn của Nguyễn Thiên Trang. Đây mấy chị ơi, em còn một cái quần hộ ơi, quần này đẹp nha mấy chị. Quần này bao dễ thương luôn. À, rồi còn một cái quần này. Dưới 76, 77, 78, 79, 80 ký. Quần màu bò. Quần này bán cho mấy chị bò. Chốt cho em bò 90 ngàn bán luôn. Bò 90 ngàn bán luôn. Bò như Mỹ Thái mà xài nữa. Không. Hai cái quần mất mẹ cái áo này. Cái áo này luôn lạc ở đâu nè. Hồi bữa thấy cái áo là đây, 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 đây. Được, lấy ra đây. Bây giờ em sẽ xe cho mấy chị một xích lai dông đỏ đô. Bây giờ em sẽ xe cho mấy chị một xích lai dông đỏ đô. Bò này của Xanh Dương mặc dễ thương nè. Đâu rồi bò, đâu rồi? Đâu bò 90 ngàn của Xanh Dương. Dạ nãy giờ em mới thấy chị Thanh Hà. Em còn một cái quần này. Quần này size 32 nhưng mà 32 này là dưới 69 ký. Mấy chị coi quần này nè. Quần này 270 chứ không phải quần lợi 190-200. Quần này 270 xe cho mấy chị còn 190. Chị nào dưới 69 ký, 70 ký chốt giùm em quần này. Chốt giùm em 98 chữ N. Xe cho mấy chị còn 190 ngàn. À, không nhận đâu. Đang rủ hết 7 măng xuôi mà đó. Đang rủ 7 măng xuôi được kìa. Dâu chị đó. Quay qua đây. Không có nhà ngồi với thằng Nguyên ơi. Ờ, dưới cô già. Nghe chị nói dưới cô già. Anh cư của anh cư à. Anh cư à. Đấy. Quần chính tóc của chị Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn Minh Chánh nè. Chấm chính của Kiều Nguyễn Minh Chánh. Và bây giờ trong cái live stream này em có một cái áo bra để đi tập thể dục mấy chị. Hồi bữa em đặt cặp áo ở trong đó chị ơi. Ủa em thấy em gửi chị nhiều lúc bây giờ mà. Gửi rồi. Kêu chị là em có luôn bên Zalo là em chụp em gửi. Cái gì ta? Mấy chị ơi mấy chị. Em có một cái bra nè. Chị nào đi tập thể dục hoặc đi bơi chút cái bra này cho em. Nha, cái bra này mặc lên nó chiếu chụp cổ là đẹp lắm. Bra này bây giờ bán sale cho mấy chị. Thay vì bán 150 em bán 100. Còn một cái dưới 85-88 ký cũng nhiều. Để em kiểm tra bill của chị Hiền trong cái bao hàng bơm về không nha. Lấy hàng qua coi. Lấy hàng qua đây. Mấy chị ơi mua lẹ đi để em lên hàng trên lầu xuống nữa ha. À, có đứa con gái mà ai cũng đòi rẻ hết trơn à. Có đứa con gái làm mắm lắm. Đây mấy chị. Bà ra 100 ngàn của Kiết Nguyễn. Em ơi. Kiết Nguyễn là vợ của bộ đội sợ trúng á. Bộ đội sợ trúng là cái thằng này nó không có trúng nên nó mới sợ trúng. Một cái này phải không? Một cái trăm ngàn. Dắt cái áo ra trong luôn này. Bây giờ em sẽ sale cho mấy chị một cái mã. Là mã cung lê trong màu đỏ đô. Mấy chị ok không? Đây. Rồi. Cái mã em hay mặc ngồi live stream nè mấy chị. Đây. Bộ ra khách lấy rồi. Đây nha mấy chị nha. Đây đỏ đô. Chốt giùm em bộ đỏ đô. Quần ống rộng. Bộ này 240-250 quên mẹ rồi. Nó nằm ở hai giá đó. Và bây giờ em sẽ sale đẹp lắm mấy chị. Và em sẽ sale cho mấy chị còn 170 ngàn bộ đỏ đô kèm số ký. À. Trời ơi sao sốt bill của Thu Hương nữa hả? Xin lỗi Hương ơi, Hương nhắn tin nè. Hương mua cái khác hả chị? Hương bù cho em. Thật sự là không nhớ luôn Hương. Em ở dài cái quyển. Bỏ ra khách lấy rồi chị Trương Tâm. Rồi bí lùng ơi lấy hết lê dòng đỏ xuống con đây. Lê dòng đỏ lấy hết xuống.
thiệt lắm. Mua lấy cho mấy chị thấy nha. Mấy chị thấy em lai là em hay mặc lên con tò quá trời luôn. Mà ơi 170 ngàn. 170 ngàn. Thôi mấy chị trúng mắng rồi. Thôi nè lấy tay hay cho hành mỹ đây. Hành mỹ một bộ trăm á. Hành mỹ 170 ngàn của hành mỹ. Hà Thảo lên xuống ký nha Hà Thảo ơi. Chốt cả đô kèm xuống ký. Xuống trang tô 170 ngàn của Xuân Trang Tô, mấy chị chốt lẹ đi. Đỏ đô kèm số ký giùm em. 250 xe còn 170 ngàn. Ha 13 triệu. 13 triệu đờ rôn Dương Lâm. Bộ đỏ 75 ký trời ơi bà Nguyễn Văn. Nguyễn Văn nè. Nhân rút tiền. Bộ đỏ đô kèm với lại chiều cao tâm nè. Còn chừng này em có đen là nó sẽ có đen. Đó, ví dụ em lên một bộ nó có một màu thôi mấy chị. Chốt giùm em, mấy chị chốt mà không có số ký là em sẽ không chốt nha. Nguyễn Văn. Nguyễn Văn 197 biết nhắn tin cho cô Nguyễn Văn đi con. Nãy giờ mấy cô kia cô nhắn tin nó chưa? Mấy chị ơi, cái bộ đỏ đô này cái vải nó xuất sắc lắm. Vải vừa đẹp mà vừa xuất sắc. Nguyễn Thanh Nguyên. Nguyễn Thanh Nguyên cho anh lên địa chỉ số điện thoại nè. Hai tờ lớn nhưng mà bộ lay dông này nó rộng giống như cái bộ lay dông xanh á. Cho nên chị mặc thoải mái. Rồi tiếp tục mấy chị ơi. Lê Hằng Gà Dốc nè. 170 ngàn Lê Hằng Gà Dốc. Còn đâu? Đỏ đô quá Hà Thảo. 85 ký. Hà Thảo đi xin thì vậy xong rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hết đã đô hết sai dưới 90 kg rồi nha. Đã đô hết sai dưới 90 kg. Cụ dư 200 ngàn. Mấy chị là rút bill cho em tới thứ hai nha. Tới thứ hai thì em quên. Thank you.
tình tư. Tình tư áo sơ mi 80.000 nè. Rồi mấy cái này mấy chị không chốt đúng không? Rồi tình tư. Hồi nãy tình tư có cái bill đồng đội á. Hồi nãy tình tư có một cái bill đồng đội. Trình Tư gửi em hai cái đầm này vô để đổi trẻ không? Đúng rồi. Phải không Trình Tư?
Tư ơi, con sợ cái chuyện Tư làm gì vậy con? Chuyện Tư đổi mà. Không, tại vì em nhớ mà hồi nãy chị Trịnh Tư nó không phải. Phải Trịnh Tư này gửi hay không phải, hình như không phải anh ạ. Không phải là lấy cái đầm Trịnh Tư ra. Em im chút nữa. Đổi nè, đổ Trịnh Tư. Rồi quăng ra. Rồi đổi Trịnh Tư, còn này là con này mới thì bèo thấy như thế. 90. Phí Nguyễn 146 đúng không? Phí Nguyễn 1462, 200 ngàn. Chị nào không là chốt, không ơn là xả giùm em nha. Dòng 1 đi.
đều dưới 100. Nè, tất cả mọi thứ trong phòng đều dưới 100. Em còn mà hồi nãy mấy chị đã chốt đầm bôn xanh 100, 120 đúng không? Thì bây giờ là đầm bôn hồng nè. Em còn mấy cái đầm bôn hồng, nhưng mà dưới 70kg đầm bôn hồng. Em còn 3 cái mấy chị ơi. Đầm 60kg đầm 90kg không có mấy chị. Em sau nha anh. Em sau chị Nguyễn Thu Huyền. Tưởng đi cãi mấy cái đó mệt lắm mấy mẹ ơi. Đầm đi bây giờ chỉ còn dầm vú dưới 100 thôi. Chị nào chốt đầm đi dầm vú dưới 100 thì chốt giùm em. Còn không thì đừng có comment nha mấy chị nha. Chốt giùm em đầm đầm đi. Không có vừa. Dầm vú dưới 100 đầm đi mấy chị, xanh bạc cũng như xanh đậm. Mà xanh đậm cũng như xanh bạc. Dầm vú dưới 100 cho em. Có cái này dòng vú dưới 105 nè. Không có gì mà hại. Nha em nói với chị chốt lại một lần giùm em nữa. Đầm rin dòng vú dưới 100. Đầm của Nguyễn Thu Huyền dòng vú tới 120 lượng mặt vivo. Chỉ có một cái của Nguyễn Thu Huyền chốt được thôi. Mấy chị lưu ý lại giùm em nè. Đầm rin sale 60.000 dòng vú dưới 100. Mấy chị nghe rõ giùm em nha. Chốt cái này cho Lên Nguyễn nè. À cho Lên Nguyễn mặc vừa nè. Lên Nguyễn 60.000. Còn lại là đầm rin dòng vú dưới 100. Em có nói chữ dưới nha. Cái hàng này nó kêu đổ đổ trẻ trẻ à. Em bước lên trụ điện á. Thái Huyền màn cửa 60.000. Mua cho. Thái Huyền màn cửa 60.000. Mua cho. Thank you.
ngồi chị áo sọc với áo sọc với áo dây. Em có chụp hình đăng chị Trà Thanh vô trên cá nhân em coi nha. Vô trên cá nhân em coi giùm em ha. Em lấy rồi. Yeah,
Thank you.
con nha con Nguyễn. Thái ơi, mới cầm vô hai đứa cùng mẹ cá màu gì vậy? Một cái nâu với một cái xanh. Đứa cái xanh nào? Đây là chị ba còn lát cá cùng này hết luôn à. 32 chị. Đó, 32 cùng này 450. Ủa, trời em có em. Nó mới bán xong cái cầu thẻ nó nộp vô quá. Đi lắm mà. Nè còn ba cái áo thun giấy. Bài nộp chốt luôn đi. Tôi tính cho 200.000 ba cái áo thun giấy. 70-100 ký. Em nói với chị là mặc thun giấy cực kỳ sướng luôn. Rồi chị nào lấy đi 70-100 ký chốt mẹ luôn. Lấy cái quần màu xanh cho Văn Nguyễn thành phố. Quần này đẹp lắm chị Văn. Quần này mà tao nói thì có tiền đi đường quyền cũng được ba cái 200. Áo thun giấy đi mấy chị. Cho nó mau cho nó lẹ. 450 anh. Chồng nguyên bánh trái ở dưới không? Chắc là chị coi.
Chị ơi, ai chốt
sáng được nghe không? Rao lên tiếp tục bác chạy. Đây là bác chạy cái biểu hàng của bà Dung Lê Dung Lồ gì đây nè. Nè, 320 em đánh body trắng của em. Sao còn 170 vô chốt của bơm hè hả? Sửa rửa mặt nào. Không có Dung La mới sửa rửa mặt là 330 sao còn 100 nè đấy. Hai tiếp này cũng bơm. Chị nào chốt chốt giùm em đi. 170 kim dưỡng body lên trần một cặp. Lên trần này lên trần không có gió nè. Cho lên để chị xuống thoại để chị lên trần thôi. Kiểm tra địa chỉ số điện thoại với cái nick lên trần này giùm em. Mở hàng kim lên có địa chỉ số thoại đây thôi. Bây giờ em sẽ xem tiếp cho mấy chị một cái test oxy. Không có tao thì em nghĩ chị nhà em có khách quý. Tiêu tiền 62 kg của mình nè. Tiêu tiền 100 tư.
Thank you.
Còn trăm ngàn mấy con này mấy chị mặc lên xuống đó. Từ 45-50 ký mặc lên rất là đẹp.
cao xịn sò luôn á chị. Chúng là sò luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
siêu 320 bộ này đúng không chị? Đúng rồi, 320 là con chị mặc ok, bờ ra mà chị. Bờ ra bao nhiêu ký cũng vừa, nhưng mà thấy cái đen này nó hơi rộng. Bây giờ anh chờ lấy cái này. Đó, 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 lấy, lấy 570 đây. Bộ này của ai? Hết hàng rồi.
hình như hôm nay là hết hết hạn sử dụng hay sao á. Sao nó mới gọi điện cho em á? Hôm nay mới về, hôm nay sẽ về về đồng dập ly mấy chị ơi, về đồng dập ly nha. Sáng hôm nay giờ có mấy mẫu mấy chị, sáng nay giờ có mấy mẫu với bà thôi, hôm nay ốc kiểu lên nhiều mấy chị ơi. Hello cả nhà, hello cả nhà yêu của Kim. Hello mấy chị, cho một cái cho xin một cảm ơn chia sẻ lên đi cho mấy bà chị ơi. Vô cho mấy luôn nha mấy bà. Trời ơi, gái lên chung quần này dễ thương quá đi à. Rồi vô cho mấy chưa. Hello mấy chị, lại tiếp tục vào livestream mọi người ơi. Lại là tiếp tục vui bơm. Bye.
trước nè.